see that? Bây giờ chắc không có lú rồi, bây giờ mình lại về đây ở không nhịn là con bự lắm. Con chơi với em ở đây nhé.
Na bụi à, con không làm thế, con ơi đi trông Biu hả? Con nằm núi lửa. Đi cho em view kìa. Buông mẹ. Đây, đây thôi. Na đi cho em à. Thôi.
đừng cho em nghỉ lửa nhá. Thank you.
đây cho em ạ. Con đừng lên đây, em cũng lên đấy. Nhén nhé. Đây, nhén nhén đây. Mẹ con ngứa. Ngứa con ngứa cái mặt. Mai mua chậu, mày có chậu tắm cho con. Con được giấm rau nhá. Đây chả rau, đây chả rau, đây chả rau, sửa chữa. Đây chả rau. Mẹ cho con làm bữa gì? Nhanh nhẹn đi hộ mẹ một tí, tối rồi. Đường nước về đây đổ tưới rau nhanh. Tối xong bữa á. Ừ, nhanh nhẹn. Đi lấy nước đi con ơi, nhanh lên. Xong rồi, xong rồi. Không được à? Thế nào?
Mẹ trồng rau ấy. Đây là mẹ sống. Mẹ ơi, tua nữa đi, tua cái này nữa đi. Con không biết trồng nữa. Biết trồng mà nè. Nào. Con biết trồng mà. Không nghịch nào. Đây. Không. Rồi đây. Con biết trồng mà nè. Trồng bằng này được chưa? Ừ. Con trồng được chưa? Trồng đi. Con sống với bà hai vậy. Xong rồi, đi rửa tay đi. Con biết trồng. Rửa tay vào nồi ấy. Thêm đất xuống. Trồng đi. Đấy được nhặt cái đây lên.
ơi, không cô đi hôn chồng nữa hả cô? Con bị điên à? Hả? Cô đi đâu về đây? Tôi đi làm việc của tôi liên quan gì đến hai người? Liên quan gì đến hai người điên mà cô? Đánh ra! Cô đi hôn chồng chưa hả? Tránh ra, tránh để bọn tôi đi, tránh để bọn tôi đi, còn cái cùi rắc này nữa, tránh bọn tôi đi, tôi hỏi cô không trả lời ạ, à? Hả? Tránh để bọn tôi đi, ơi, chuyện gì thế? Chuyện gì đây? Cô làm cái trò gì ấy? Tôi chả làm gì cả. Đánh cái gì cô ta từng gây sự ấy. Làm cái trò gì giữa ngoài ban ngày ban mặt đi đánh người ta thế à? Không phải. Cô có làm gì đâu. Thế sao đây, tôi mắt tôi nhìn thấy đây. Cô ta giả vờ ngã xuống đây. Giả vờ gì mà giả vờ. Cô này đánh em trước. Tôi người ta là bác sĩ đàng hoàng, người ta bao nhiêu việc. Làm cái trò gì ấy. Tôi chả làm gì cả, cô ta khát đi đến đây xong cô ta chặn đường bọn tôi chứ. Chặn gì mà chặn, đây tôi mắt nhìn thấy đây có chặn đâu. Đây cô đẩy người ta ngã xuống đây rồi. Anh có nhìn thấy mấy việc đằng trước đâu. Đúng là người tục ác. Đi về đi nhá, lần sau đừng có mà làm thế nhá. Đây để anh đưa về cho. Nhanh lên nhanh.